Cho cũng biết cặp bắp này nha các bạn, ăn rất là giỏi luôn. Bình thường thì không thèm, nhưng mà lúc đói bụng thì ăn rất là ngon. Chắc là nó đang đói bụng đấy. Nên là... ngon không? Nhìn mặt cũng biết ngon rồi. Cặp đáo cặp đẻ luôn. Ngon quá mà, gặp luôn cái ruột mà.